Ok, chào mừng các bạn trở Được lại em được. với Let's Channel. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với Survival Minecraft tập 3. Thằng kia cầm mồm để bố mày câu. Nè, đối diện chúng ta là cái nhà câu câu cá của anh Dũng Kiều. Anh ấy đang cố gắng ngồi câu. Bạn cũng không hiểu là anh ấy câu cái gì. Mà câu dùng mồi gì? Kéo Cần gì mồi mồi không? mũi cung ơi, quan trọng trình độ mày, Là béo trình độ. trình độ đấy em ạ. Bảng này càng sửa càng khó câu Ghê rồi. quá. Bản mấy bản trước còn nhìn mày còn nhìn thấy cá lướt nước, bây giờ bản này đéo Thực ra là đéo nhìn thấy có, chẳng nữa, qua mày bị núp thôi. đéo có. Sao bảo nhà chúng mày chung cầu thang mà tao tìm mãi không thấy lối vào Mày nhà tìm kia? nhà tao để làm gì? Thăm. Mặt mày. À, được đồ đây, được chai Đấy. nước rồi. Vãi Ê, đang cháy nữa. lát thế. Đúng rồi, bật bao nhiêu thứ trên máy nó lát thật. Ôi rồi ôi giật 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 nó lag nhỉ? giật 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 rồi. Bên mình chơi rất là bình thường. Bên tao chơi ngon vãi lộn ra. Tao bật một đống thứ trên máy, tất nhiên nó phải lag rồi. Tao đéo vào được luôn. Rainbow Drown. Mày bị chết sặc rồi. Xuống lượm xác rồi em mày. Ôi mày xuống lượng xác nó đi. Tao trên này. Mà xác nó quay đéo gì đâu. À quay búa kim cương rồi mày. Cái gì quá? Sao chúng mày lắm đồ kim cương ấy? Ok. Tao cho nó có 3 viên để nó làm cái cúp. Nó đi đào cái khối. Cái gì mà khối từ đung Obsidian nham à? ấy. Để nó xây nhà. Thế tại sao chúng mày đi kéo đi kim cương mà chúng mày không nói cho tao? Vì lúc ấy mày đang đi ship. Bố mày ship vì đồng tiền, mà vì đồng tiền chân chính. Sau khi chúng mày sinh tồn mà chúng mày không không bảo tao để mặc mình tao chết ở đây. Bây giờ tao còn dùng đang đùng đùng đá đồ đồ đá Cơ bản là tao vẫn sẽ giết mày xong thôi. Thì mẹ mà. anh ơi, thì mẹ làm gì về mẹ. Thật ra thì tao cũng không nhớ mày làm gì tao. Đúng rồi, thế thôi. Mà tao vẫn phải giết. Linh tính mách bảo tao Giết như giết một vậy. lần thôi để em tự sát cho anh giết em nhá. Thôi đi mẹ, đi ngủ đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Đi ngủ ấy. Tao đang chờ mày. Ngủ đéo lâu thế. Mày ngủ rồi à? Tao tưởng mày xuống hai cái giường dưới này, tao đứng đợi. À ừ đúng rồi, à ừ đúng rồi. À ừ. May thế mình thủ sẵn cái giường ở nhà Thôi bố đéo tìm lối vào, bố vào thủ mình. công. Kệ địch các bạn là cái gì đấy? Ôi vãi luôn. Ôi vãi luôn. Tôi cút ra. Giết người, giết người, giết người, giết người. Đại ca, giết đại ca, giết người, bình tĩnh. Ô, thôi, thôi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tất cả bình tĩnh à. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, tao lấy viên kim cương. Ôi, thôi nhà, ôi rồi, ôi. Giết người, giết người, giết người, giết Giết người. người, giết người, giết người, đúng rồi, giết người. Cái đít mẹ zombie. Xuống đây, xuống nhận đồ hộ bố mày cả. Ok đến. Vãi zombie trẻ con. À, thằng Lợn Dũng nó xây cái nhà ở đây đâm ra là nó đéo chắn anh nó chắn mẹ ánh sáng rồi zombie chui vào đây không bị ảnh hưởng.
bét bét thông minh ấy. Bét thông minh giúp. Thôi tôi buồn quá, tôi sợ quá, tôi muốn chết. Zombie đéo khỏe. Mà cái đẹp mình vẫn chưa được nhiều. Thôi đại ca bình tĩnh làm gì, nóng nóng nảy mà lờ nhỉ. Đi mai mày ơi, mà mày kiếm được cái hang nào? Rồi bố mới vào rồi bố biết là có hang nào, nhưng mà ở đoạn trước đưa trên đường đến đây có nhiều hang lắm. Dẫn đường ấy, thằng đệ của ta. Đại ca. Đại ca cứ để em. Đại ca tha tha mạng em là được rồi. Đại ca thấy kim cương đừng giết em diệt khẩu mà đại ca mẹ các thứ đã. Ta vẫn còn mấy viên mà, thôi làm mẹ cái áo. Thôi mẹ cho em cái cuốc. Mày dùng quốc em đó. Dùng quốc đá đại ca vớ vẩn nhá. Thằng nó làm nhà ở đây này, nhà gì này, nhà câu cá của tao đấy, thẩm mỹ với cả đấy. bố làm đẹp hơn. Mày biết tao làm thế để làm gì không? Nhìn như pháo đài tao thích thế. Mẹ đi kia nó đuổi ra khỏi nhà bây giờ. Dũng ơi làm Kirito ơi. Đúng rồi, làm Kirito. Ở đây có hang này. Tao tuyên bố thằng Hiếu tuổi là. Em đã bao giờ tuổi. Thôi, các bạn xuống Kirito với mình ấy. What up? Một tay cầm kiếm kim cương, một tay cầm cuốc kim dìu kim cương cho tao ra. Hiếu. Kirito phải xong kiếm. Để cả bình tĩnh người mẹ làm gì thế? Ai thế bao giờ? Đúng rồi. Kirito mà thằng Hiếu ở đâu? Kirito thằng Hiếu ở đâu? Có một cái kiếm xanh kèm thêm một cái kiếm bình thường đen đó. Thôi chưa kiếm đá đây. Tao cầm hai kiếm kim cương ra anh nó đâu để tao nhìn thấy nó đâu cả. Tao chả thấy nó đâu cả. Chó chạy rồi nhát lắm. Tao thấy rồi. Bố mày ở trên này con chó. Ôi đại cao vẫn được hai kiếm kim cương mà thôi con người ai sống với nhau lại thế bao giờ? Đâu vậy cho mày kiếm kim cương. Thôi, để đấy tí em xuống đúng rồi. Ê, anh đi ra để đấy tí em xuống. Thôi để đấy tí em xuống cứ để đấy anh cứ để đấy tí em xuống. Ok mai này có gì không nhỉ? Có sắt này. Cái này vẫn còn một lỗ này, đi nốt phát. Lỗ nào càng sâu càng tốt. Càng sâu ra có kim cương. Đúng rồi, lỗ đi lên là vãi đái. Vãi cả lan không vùng gần được. Đây, có lỗ đi xuống này. Ở đây thiếu gì lỗ. Ủa, đúng đường đi xuống sâu luôn. Sâu đấy. Càng sâu càng sướng rồi. Rút không kịp rồi, rút không kịp là có chuyện ngay. Vâng. Phải thật rút không kịp. Thôi ta đi mai đây. Đại ca cứ để em.
lỗ này có vẻ sâu. Sâu thế. Sâu quá chịu không nổi. Mà sao mày nghe tiếng thằng phù thủy? Mày nó cười à? Thôi, đéo chơi với mày. Ở đây phù thủy đấy. Phù thủy này. Nó ném cái vẹo đấy. Nó uống Đồng. Thuốc hồi máu. Ôi vãi luôn, mày đánh nhau với nó à? Bố giáp toàn thân, bố ăn chưa một đánh. Độc con này yếu mà. Ở đây chả có gì cả. Nghe chưa? Quốc kim cương đi đào than. Ôi, giỏi lắm. Ở chỗ đằng kia nó có cả một cái chỗ mà nó có cả súng nham mà xông vào. Tìm. Ôi rồi creeper. May mắn thế, nên đi trên đường gặp ngay creeper. Mẹ. Dũng dũng đến chưa đã rồi. Khổ thân. Tìm hang xa xa nhà tí nhỉ. Tìm hang nào sâu sâu. Xa nhà kiểu gì chẳng hang sâu. À đã làm cửa địa ngục chưa? Sao đi đào cục ấy mà không làm cửa địa ngục à? Đâu, nó đã đào đâu, nó còn chưa đi ra khỏi nhà. Sáng giờ nó ở nguyên đi nhà. Chả hiểu trong đấy làm gì. Mấy con gà trong này đâu hết rồi. Không, gà đâu hết rồi. Tao phải xây cột nhà đâm ra. Vãi. Đồ. Thấy nhà bố được update chưa? Vãi cả đáy, vãi cả chuồng gà. Có chuồng gà không có chuồng bò, chuồng lợn, chuồng cừu à? Chuồng gà bố chuyển vào ở trong đây rồi đấy ạ. Chuồng gà, chuồng bò, chuồng lợn đâu. Không bò sao làm sách. Đéo có giống. Vãi cả đáy. Ai phải đi tìm à? Ăn mini lồn. Đéo có giống. Mà đi tìm nó thì cầm theo một cái lúa còn tìm được về. Có khi... Không thì chỉ tìm về được xác bò rồi. Ao! Có khi mẹ... Có khi... Spam mẹ bò ra cho nhanh. Bò sẽ phải thảo nguyên xanh, sữa mát lành cơ. Ồ, có hàng. Mỗi tớ toàn hàng đông cơ. Có khi phải tự đào xuống dưới thật đấy chứ. Tự đào gì hơi mất công. Lạc thế. Ở sau nhà mình có đầy lợn với gà. Toàn lợn nhưng mà không có bò. Vấn đề là mình đéo cần lợn. Kiểu gì giết hết rồi. Thức ăn thì có bò, à có bánh mì ăn thay hết rồi. Chả sợ đói. Tao cầm 60 cái bánh mì. 46 cái bánh mì đây, không phải lo. Lá quá. Ui. Chắc tại vàng đi xa. Xa quá thì gần mà. Ồ. Phun vạch mà lắc ấy nhở. Xa thì máy mày phải loát thêm. Hạ cấu hình cũng hạ xuống rồi mà. Phát luôn, hạ xuống phát mà. Có phải hạ xuống, có phải để fancy đâu. Ui vãi luôn, cái hang này 4 con cung. Ui quá à. Đéo dám vào. Á, á đụ, á đụ, á đụ, á đụ. Anh ấy đang á đụ với mấy con cung. Khuyến cáo video không dành cho trẻ nhỏ có thai và đàn bà đang cho con bú. Cái tịt ra rồi, tịt cụ rồi. Đã khuyến cáo rồi nhá. Mãi mới giết xong, sống đéo dai vậy. Đừng bảo tôi không khuyến cáo trước các bạn. Người toàn tên là tên. Mẹ lại hàng cụt. Giết 4 con cung để đi vào một cái hang cụt. Lạp ui, nó teleport ạ. Phải là nó vượt giật hình của tao một cái lại đâu. Kiểu bị teleport được không? Mặt trời sắp lặn rồi, chúng mày chuẩn bị ngủ ấy. Ngủ đi, ra đây ao.
Không, tao đi xa nhà lắm rồi, tao đéo ngủ. Ê, tao chịu. Thằng Dũng thì đéo thấy ngủ. Dũng thì mẹ còn chả thấy online. Tao tìm thấy bò tọa độ 200 âm Kéo 400 về. nhá. Đéo mang lúa. Về đặt cái X-Mark vào đấy xong rồi. Vậy là đi bác. Đặt cái cọc một gì đấy vào đấy dễ nhận ra, còn biết còn đi về. 200 âm 400 Nhớ thế thế thôi. đéo được. Mày đang quay video không? Mở ra xem À, mở ra lại. xem lại đéo rảnh. Ơ bạn đéo cầm xô vãi. Đéo cầm xô đi mai rip rồi. Vùi vãi cả đái. Đi gặp nước không cầm xô. Ố. Đừng bảo mai sáp nhá. Có mấy cái hàng rào gỗ thì là mai Từ từ sáp. từ từ từ. À không, mới chỉ dung nham thôi, chưa thấy mai sáp. Có dung nham á? Mày đi sâu bao nhiêu rồi? Sâu mới có 51 dung nham bề mặt. À Ờ, không, tại đổ vì rồi. thấy thấy đất với có cái hoa với cả một đống sỏi ấy. Thường thì như thế là mai sáp rồi. Sao tao ăn thức ăn mà nó không vào? Đợi tí. Đang lát, ôi vãi rồi, Rồi xem vào rồi. Clow. Đâu, lâu đéo bố vẫn Không đang bị. chơi. Lâu rồi. Tự nhiên server tự tự à chết rồi, máy nó tự tắt để quá tải. Mở lại. Ok, mở lại default join game ready ok. Cũng may này không sợ bị mất save. Auto save. Ngày xưa là mất Chào. đấy. Lạ quá, ăn nó không vào. Ăn mãi nó không vào. Cũng may là khai thác nó vẫn ra. Tọa độ âm 50, âm 450, đầy bò, một đàn bò. Trời ơi, trồng lúa và kéo nó về đi. Vậy lần này bắt buộc canh tác ở đây à? Canh mẹ nhanh một cục thôi, có sao đâu, chết người à? Ờ, chết đấy. Kéo chết tao được. Nó có kiểu á. Có kiểu là của tao. Cừu cắt lông thôi. Kéo cừu với cắt lông sau này còn làm thảm. Tao rất tiếc. Ôi mẹ, thằng súc sinh. Sát sinh đéo súc Ôi sinh. thích súc sinh. Rồi, có một cục lông rồi. Dìu kim cương Vãi rồi cả, nhỉ. dùng rìu giết giết Buồn. dùng rìu giết rìu giết cờ yêu để lấy một cục lông. Bạn cũng thật là vãi lời. Có thịt nữa mà. Từ nãy giờ nhặt được 23 cục sắt. Trời ơi. Cái hang này bắt đầu sâu hơn rồi đấy. Cái hang này bắt đầu sâu dần đều rồi đấy. Mẹ đi một mình giữa trời sao. Vãi lồn đéo con zombie nào lạ thật. Bố mới để chế độ hát mà sao không có zombie. Có À, creeper thôi mà tao easy. chạy rồi. Tại sao nó auto trở thành easy này? Tao vừa đi vừa chạy. Anh ấy vừa đi vừa ngủ. À đâu, đăm săn vừa vừa chạy vừa ngủ. Vãi lồn đắp sắt. Săn hồi lớp mấy? Đéo nhớ. Đăm săn vừa chạy vừa ngủ. Đến mẹ đầm lời à? Có nhà phù thủy không? Nghe không? Đã thấy cái nào? Zombie thấy nhiều lắm. May server đỡ lag hơn hồi xưa. Server đợt đầu của anh Hải Lang. Ôi cái hàng này sâu thế. Mạ tân sư mày, mày xuống đây mày không có cái gì à? Ngoài một cục than. Xuống tọa độ 23 luôn mà còn không có cái gì.
cũng phải đào xuống. Và đồ đấy có nhiều than á, yên tâm. Đồ này là toàn sắt với than, xuống 10 cục nữa may ra có đá đỏ. Để thử đào thử. Có kim cương đấy, đá đỏ gần kim cương. Đấy, đây chính là cái giờ tao phải đổi tên nó lại cả đài. Sao? Đọc là DNS, thằng tối cổ. Trừ một của khác. Mày nó phải dậy đi với máy kia. Trời ơi, tôi đào. Ôi dồi ôi, tôi bị phá nát lắc. Ôi dồi ôi lắc. Ôi dồi. Ôi dồi. Anh ấy bay như siêu nhân. Ôi chắc đéo gọi bọn này nữa. Nói nhiều. Đề nghị trừ một biệt. Vừa vào cái lắc luôn. Bật cái F1 là F3 lên thì biết mình đang đào ở đâu. Đủ lại được cả. Thế mày muốn nó có cái gì cho mày? Đồ kìa. Rồi ok, bạn đã xuống đến 11 giờ thì đào thẳng. Mày bật chế độ ấy chưa? Ơi. Bật chế độ ấy. Đợi đi. Ôi lạc ghê. Đợi đi. F11. Đợi đi. Xem nào. Chỉnh chế độ Difficulty Hot. Rồi, ok. Hot rồi. Nghĩa kìa. Cả hai ông đều một vạch. Nghĩa cắp quang chắc đéo sợ. Ai cũng nghĩ thế. Tao cũng nghĩ thế khi tao hot cái game này. Cam nó 30 mê. Phải rồi, thế thì hơi quá. Cam 44 mê. Cáp bố 9 mê. Cáp... Cáp tao 5 mê. Tao không nghĩ mày được 5 mê đâu. Tùy thời điểm. Tùy thời điểm nữa. Ô, thấy vàng và kịp cường. Ô, sao mày may thế? Ngủ đi. Đéo đi ngủ. Tao đéo có giường. Thế thì tao đéo có giường. Ao là Nghĩa ngủ. Nghĩa đéo có giường. Mày không thấy nó bảo đi ngủ đi ạ? À? Tao bảo. Ồ, ba bên kim cương sao nữa này. Sao mày may thế? Ăn ở. Mày, mình từ nãy giờ toàn sắt với cả ấy. Mày đây. Tòa độ là âm 300, âm 280. Mày đây. Độ cao là 9. Độ cao chịu vãi, độ cao 9. Ok. Bố mày sẽ tiếp tục... Mẹ nhiều đá quá. Full slot rồi. Ra. Mang giường đi rồi à? Ôi dồi ôi, dung nham. Không. Ôi dồi ôi, thôi. Mày nó đốt tao. Có cái giường đã đỡ. Mày đào trúng dung nham ạ. Vậy cả đấy. Có khi tao đào được cái hang. Thấy ở chỗ mày kiếm kim cương làm đéo này. Làm quần áo. Là đến rồi thằng Nghĩa. Để tránh có những cái pha như thế. Giảm bớt sự ngu rồi không? Sao thấy dung nham rồi mà không có kim cương? Cái đào xung quanh tất cả đấy là... Bực mình nhờ. Cầm kiếm kim cương giờ rơi xuống dung nham chắc vui. Đéo có xô, đéo có nước. Lại dung nham, nó dung nham thế. Có dung nham là may rồi. Mày phải hiểu ấy, theo nguyên lý than nó được đốt trong nhiệt độ cao và áp suất cao nó tạo ra kim cương. Mày thấy dung nham mày phải vui. Cái trò này nó cũng có logic của vật lý phết nhỉ. Yeah, câu được cái giày. Đéo mẹ hùng ra cộng 1. Bố mày đi giày sát rồi lấy đồ ra. Vãi cả đái, overload ạ. Ok. Ta bảo rồi.
đi xa quá, tất nhiên phải Ok, overload thế rồi. thì tạm thời chúng ta sẽ kết thúc series tập này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mặc dù tập này chả có cái bíp gì cả. Chúng ta đã cố gắng đi đào kim cương. Tốt nhất mày đéo đang làm gì cả. Chúng ta đã cố gắng đi đào kim cương, nhưng mà tất cả những gì chúng ta có là một đống dung nham. Thế nên là hẹn gặp lại các bạn. Bố có kim cương mà, tại mày trừ một Mày thôi. tôi Mẹ ăn mày. xương. Hẹn gặp lại các bạn trong các series lần sau. Và cho hiểu, cảm cho ơn hiểu. cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Có cách Hãy nào like và câu subscribe. để cho đồ xịn lên không? Để mà Dũng. Hẹn gặp lại các bạn trong các series lần sau. Peace. Say what?